Nó miễn giải như gì? Thôi, mà quay video rồi. Quay hỏi đáp. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và đây là số hỏi đáp thứ 25. Chúng ta vào luôn câu hỏi thôi nhỉ? Không làm mất thời gian các bạn nữa. Và nếu các bạn nào có những câu hỏi, những băn khoăn thì có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời trong những số video tiếp theo nhé. Đừng quên gửi đến những câu hỏi cho bọn mình sẽ giải đáp tất cả. Hy vọng là đấy. Okay. Vậy thì hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn Quang Trường. Em học công nghệ thông tin, không chơi game, có máy nào 15, 16 triệu tốt không? Không chơi game chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn các mẫu Ultrabook, ví dụ như kiểu là Lenovo S540 hoặc là Dell Latitude 7490, đều là những mẫu máy mà trong tầm giá 15 đến 16 triệu để học công nghệ thông tin một cách lâu dài. Và ngoài ra có một máy nữa mà mình nghĩ là cũng sẽ khá phù hợp với bạn là chiếc HP 840 G5 đang lại về hàng Laptop AZ khá nhiều máy rồi, bạn có thể tham khảo nhé. Mẫu máy đó mình nghĩ là khá hợp lý trong tầm 15 đến 16 triệu đấy. Câu hỏi thứ hai của bạn Trùng Dương Vương. Giờ này có rất nhiều các bạn tên hay nhé. Con Lenovo Legion 5, Ryzen 5 4600H dùng để xài các phần mềm như kiểu là Revit hay là Render theo shop đánh giá như thế nào ạ? Legion 5 tốt, sử dụng để mà làm các phần mềm như kiểu Revit hay là Render thì cần nhiều nhân, nhiều luồng đúng không? Thì đây lại là một cái điểm cộng của AMD. Rất là ngon luôn, mà hoàn toàn có thể sử dụng được. Và với phần mềm Revit thì liệu là cái sự tương thích trên CPU AMD đã tốt cho mình? Vẫn thử thoải mái thôi. Thế thì không phải lăn tăn gì nữa, có thể dọn Legion 5 rồi đúng không? Đó là câu trả lời mình cho bọn mình của bạn Trùng Dương Vương. Câu hỏi thứ 3 của bạn Nikolai Không Nhai Zephop DEV1CE. Không, nó gọi là Nikolai Device, là một trong những provider của ZGO. Đấy, để cho mình không biết. Phải là tôi cố tình đâu. Xem hỏi là chơi game hardcore thì chọn Acer Nitro 5 hay là Acer TUF A15 ạ? Ở đây thì Nitro 5 mát hơn hẳn rồi. Nếu như mà bạn chơi game hardcore trong khoảng thời gian dài thì chúng ta có thể lựa chọn Acer Nitro 5 thì sẽ có một cái hiệu năng và sự mát mẻ ổn định hơn. Còn nếu như mà game của bạn nó kinh khủng quá thì chúng ta hãy chọn TUF A15 thôi, bởi vì TUF A15 là có một cái cấu hình ăn sổi và sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng mạnh nhất trong cái tầm tiền này luôn. Và cái xu hướng của TUF A15 là bung hiệu năng, thế nên là sẽ có được hiệu năng cao hơn. Còn về nhiệt độ thì đương nhiên nó sẽ tương đồng với hiệu năng rồi bạn ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Toàn nhé. Ok, bạn Toàn. Trong tầm 5 triệu thì laptop cũ nào ổn, cấu hình ổn và màn Full HD. Màn Full HD mà cấu hình ổn trong 5 triệu thì cũng khá khó đấy. Khó tìm, nhưng mà không có gì là khó bọn mình cả. Mình có một máy nào không? Có, Dell 5470. Nhưng mà chúng ta lại không có màn Full HD, bạn sẽ phải nâng cấp lên. Và cái việc nâng cấp sẽ phải tốn thêm một chút tiền nữa nhưng không sao. Tại vì là 5 triệu rất là khó để tìm ra một máy có màn hình Full HD được. Đố cái gì khó hơn đi ạ? Bạn Minh Quang có gửi đến câu hỏi cho Laptop AZ là trong tầm tiền Inspiron 7591, hiệu năng thấp 7591 hơn chút cũng được, nhưng mà mỏng nhẹ màn đẹp thì có laptop là không? Vì mình nghe nói 7591 nóng và dùng nhanh xuống cấp. Đúng vậy, 7591 là một chiếc máy mà sử dụng mỏng nhẹ này, nhưng mà lại sử dụng chip H. Mà đã mỏng nhẹ rồi còn dùng chip H thì làm sao mà tản nhiệt được tốt được. Chắc chắn là nó sẽ nhanh nóng rồi. Chúng ta có thể sử dụng những mẫu máy mà sử dụng chip U. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có ZenBook Q407EQ là một con chip sử dụng Ryzen, chip U, mát mẻ mà lại còn hiệu năng cao đủ để sử dụng và màn cũng rất là đẹp rồi. Và cái việc mà hiệu năng của CPU chip U Ryzen ấy nó cũng khá là mạnh. Để so chip H của Intel thì chưa so được, nhưng với cái cấu hình mà ZenBook Q407EQ mang lại thì cũng khá là tốt. Và đó là câu trả lời mà mình cho câu hỏi của bạn Minh Quang. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Năm Khánh Nút. Anh ơi, GTX 1050 Ti giá rẻ nhất là bao nhiêu ạ? Và cả i5 9300H nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có khoảng 16 triệu là giá rẻ nhất rồi. Là chúng ta sẽ có HP Pavilion Gaming 15 là 1050 Ti đi kèm với lại cả i5 9300H. Hoặc là chúng ta có thể lấy luôn là Acer Nitro 5 bản 99% tại cửa hàng Laptop AZ. Chúng ta sẽ có là cũng là i5 9300H nhưng mà lại có GTX 1650 luôn. Ok, vậy là trong tầm khoảng 15-16 triệu bạn có thể sử dụng một chiếc máy laptop gaming mà có một con 1050 Ti rồi. Còn tiếp theo, con thứ 7 của bạn Mèo Muốn Nắng. Mèo Muốn Nắng. Làm sao để hiện các thông số khi mà đang chơi game vậy ạ? Ở đây thì chúng mình sử dụng phần mềm là MSI Afterburner. Và anh Hoàng đã có một video rất là kinh khủng để chỉ cho chúng ta cách sử dụng phần mềm này rồi. Và bạn hoàn toàn có thể tham khảo trên kênh của Laptop AZ. Hoặc nếu không thì có thể comment ở dưới, mình dán luôn link ở bên dưới để bạn đỡ tìm lâu. Một câu hỏi nữa tiếp theo đến từ bạn Mèo Một Nắng. Laptop AZ đây, sau mọi mình hỏi là fix lỗi waiting SDK initialization
Thế nào hả anh? Em mới dùng chưa quen, chắc là dùng laptop gaming của MSI. Cái lỗi này là lỗi mà đợi khởi tạo SDK đúng không? Là ở trên con GL65 màn hình hỏi thì chúng ta có thể vào này, Windows setting này, sau đó vào app, xong rồi là gỡ phần MSI Dragon Center ra. Tiếp theo thì vào control panel program xong rồi là gỡ MSI SDK ra. Tiếp theo hãy vào trang web của MSI và tải cái bản cài offline của Dragon Center mới nhất và cài. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể vào Microsoft Store và trên cái thanh start ấy và cài Dragon Center trên đấy cũng được, và nhớ là sử dụng bản mới nhất thì sẽ fix được lỗi này. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Lịch là anh ơi, cho tôi em hỏi xem là tầm dưới 15 triệu thì để mua chơi game thì nên mua chiếc nào để chơi như là CS này, Genshin Impact này, Liên Minh này và làm đồ họa ở mức tầm trung. 15 triệu đó là một trong những cái lượng nhu cầu chơi game lẫn làm việc cũng tương đối. Thì chúng ta sẽ có các cái mẫu gaming cũ của Dell, ví dụ như kiểu là Dell 7567 hoặc là 7557 hoặc là 5577. Nhưng mà mình cũng không rõ bạn làm đồ họa tầm trung gì. Nói chung là khi các bạn hỏi những câu hỏi về đồ họa thì các bạn nên nói rõ những phần mềm các bạn sử dụng để mà mình dễ tư vấn. Tại vì đồ họa nó cũng có rất là nhiều kiểu và rất là nhiều kiểu cấu hình khác nhau để đáp ứng được tốt được. Ok. Còn tiếp theo câu hỏi 10 của bạn Nguyệt Đao. Nguyệt Đao rồi. Bảng Ryzen 5. Ryzen 5 4800 nhỉ? Nghe nó hơi lạ lạ. Now Ryzen 5 4800HF thì bọn mình chưa nghe bao giờ. Có thể là Ryzen 7 4800HF hoặc là Ryzen 5 4600HF và 1650 để cho gì ổn hay không thì mình nghĩ là vẫn sẽ rất là ổn ở mức setting medium. Setting cao cũng được thôi, nhưng mà hiện tại những chiếc laptop gaming đời mới hay có màn hình tần số quét cao ấy, thì nên để medium hoặc là low để tận dụng được cái màn hình tần số quét cao sẽ là tốt nhất. Tiếp theo câu hỏi của bạn Phúc Phan Gia. Anh cho em hỏi là laptop Acer VivoBook A415AE có dùng để chơi game với code game được không ạ? Code bình thường thì cũng được thôi, nhưng mà đây là một chiếc máy mà có con chip khá là yếu, gọi là laptop sinh viên, laptop dành cho những bạn nào mà học tập làm việc giải trí nhẹ nhàng thì code lập trình code trừ khi là bình thường thôi. Còn nếu như bạn để chơi game hay là để code game thì nó lại hoàn toàn không phù hợp rồi, bạn nên sử dụng những con máy mà có chip khỏe hơn. Hoặc là nếu bạn chơi game như kiểu GTA San Andreas hay là Vice City hay là Half-Life thứ thì về chơi vô tư không vấn đề gì. Còn với những tựa game nặng hiện nay thì khá là khó. LOL các thứ FIFA thì vẫn chơi ổn. Còn tiếp theo của bạn Nam Phạm, shop mình có loại laptop nào mỏng nhẹ này, tiện di chuyển, có hiệu năng cao trong tầm tiền 30 triệu trở xuống không? Nghe nói là dòng Dell Inspiron thì nó đủ để học kỹ thuật và game nhẹ không ạ? Inspiron thì tùy con thôi, tùy con thì có thể chơi game nhẹ nhàng hoặc là đấy thôi. Còn nếu như mà để học kỹ thuật thì chúng ta nên lấy máy chạm của Dell. Dell có dòng Dell Precision là một dòng máy chạm rất là tốt rồi. Ngoài ra có ThinkPad, có HP, cụ thể là HP ZBook Studio đấy, hoặc là Dell Precision 5530 hoặc là 7530 gì thì cũng được. Nhưng mà nếu mà để chơi game nữa, tiện di chuyển mà cần mỏng nhẹ thì sẽ có Zephyrus G14, có Zephyrus M15, Evo Gaming 15 là ba những mẫu máy khá là nổi bật về cái tính di động, hoặc là chiếc MSI Bravo 15 cũng được. Và việc các bạn học kỹ thuật thì mình có nghĩ là học kỹ thuật sẽ chia ra nhiều ngành hơn không? Có. Đấy, còn nhiều ngành học kỹ thuật nữa chứ không phải là học kỹ thuật là phải dùng máy chạm. Cũng có nhiều cái ngành mà chúng ta không nhất thiết phải dùng máy chạm để dùng được. Thế này là hy vọng trong những câu hỏi tiếp theo bạn sẽ nêu rõ những nhu cầu và những cái app các bạn sử dụng thường xuyên thì sẽ dễ tư vấn cho mình, và dễ để mình tư vấn hơn. Còn là cụ thể chuyên ngành ra. Còn là cụ thể các bạn chuyên ngành gì nhá. Tiếp theo. Câu hỏi thứ 13 của bạn Anh Tuấn. Em học tự động hóa thì dùng MSI Bravo có ngon không ạ? Ngon, tất nhiên là chúng ta vẫn dùng được rồi. Tuy nhiên thì có một vài app của ngành tự động hóa ấy, chưa thực sự là hỗ trợ cho AMD một cách tối ưu nhất. Chính vì vậy, bạn có thể tham khảo những mẫu máy mà sử dụng chip Intel sẽ đem lại chúng ta một hiệu năng ổn định và cái sự an tâm hơn khi mà học cái ngành tự động hóa này. Ok. Câu hỏi 14 của bạn Sơn Vĩ. Cùng phân khúc 20 triệu thì nên chọn máy nào để render video và chỉnh màu Photoshop ổn? Render đấy nhá. Render video cũng khá phức tạp cho cái tầm giá 20 triệu này. Nếu là mình thì mình sẽ chọn Evo Gaming 15 và một chiếc XPS 9550. Nhưng mà để bạn render video nhiều ấy thì cũng khá là khó. Tại vì là một chiếc máy laptop mà render video nhiều nó sẽ ảnh hưởng tuổi thọ rất là lớn. Ngoài ra ở trong khoảng của bạn thì nếu mà chỉnh màu video các thứ ổn rồi thì những máy nó sẽ chỉnh được tốt thôi. Còn nếu bạn làm Photoshop nhiều thì cũng có thể tham khảo ZBook Q407EQ cũng ổn. Còn với cái nhu cầu render video và chỉnh màu nữa thì mình nghĩ là
20 triệu này mình sẽ bỏ tiền ra một chiếc Evo Gaming 15 là sự lựa chọn khả thi nhất cho cái trải nghiệm tốt nhất và cùng màn hình đẹp, cùng với những yếu tố khác nữa, cấu hình tốt nữa. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Sơn Vĩ. Cảm ơn Duy. Tiếp theo câu hỏi 15 của bạn Balif X. Cho em hỏi là Inspiron 7460 thì có chơi được NC Impact không ạ? 7460 sẽ sử dụng chip U. Chip U đúng. Và cái khả năng chơi thì mình cũng không dám chắc là có chơi mượt không, tại vì mình chưa test bao giờ, nhưng có thể chơi ở mức cơ bản FPS khoảng 30 thì mình nghĩ là vẫn sẽ đáp ứng được. Còn mình cũng không khuyến cáo bạn chơi, mà bạn có thể thử tải chơi mà, khi miễn phí. Câu hỏi thứ 16 của bạn Tiến Minh. Cho em hỏi là có laptop gaming ở tầm giá 20 cho đến 24 triệu pin tốt không ạ? Không làm các tác vụ nặng thì trụ khoảng 4 đến 5 tiếng, em cảm ơn. Laptop gaming pin trâu 20 đến 24 triệu. Zephyrus G14 là mẫu máy duy nhất trong cái tập tiền là mình nảy ra được, tại vì là mẫu máy này có pin rất là trâu, mình đã sử dụng vào khoảng là 4 đến 5 tiếng rưỡi, thậm chí là nói quá là một chút là 6 tiếng để sử dụng trong những tác vụ văn phòng, không chơi game nhá. Thì mình nghĩ là Zephyrus G14 bạn cố được một chút nữa, khoảng 1 đến 2 triệu nữa là sẽ sở hữu được G14 thôi. Còn tiếp theo của bạn là Hùng Quân. Việc cân màu thì có giúp xem YouTube đẹp hơn không ạ? Không. Xem YouTube đẹp hay không là do mẫu. Đúng rồi, là còn do mẫu là chính. Việc cân màu thì chúng ta sẽ khiến cho màu của màn hình nó trông nó thật hơn. Và một vài bạn sẽ không thích cái việc màu thật hơn này, các bạn thích màu rực rỡ hơn cơ thì sẽ lại không thích cái việc cân màu. Và có một cái vấn đề nữa là màu sắc thì có tùy người, làm tùy người. Như kiểu tai nghe, mỗi người nghe một kiểu nhạc và màu sắc cũng thế. Nên là cái việc cân màu này chắc chắn là sẽ phải tùy vào bạn. Bạn có thể ra cân màu cũng được, nhưng mà nếu bạn cân màu bạn không ưng thì bạn có thể quay về màu cũ thoải mái, cũng vô tư, không vấn đề gì cả. Còn 18 của bạn Minh Nguyễn, mình cần tư vấn tầm 6 triệu năm màn hình to, xem phim chơi game con nào ổn ạ? Màn hình to chơi game xem phim to thì to nhất thì có một con máy 15 inch có lẽ là to nhất rồi, là 5540 thì tầm 6 triệu là sẽ có. Để xem phim chơi game thì cũng có thể đáp ứng được, nhưng mà nó không thể đáp ứng được 100% những nhu cầu bạn cần đấy. Thế nên là 6 triệu thì khả năng cao bạn phải build PC. Còn nếu mà laptop thì chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu, chỉ những lựa chọn ở mức cơ bản mà chúng ta sử dụng tốt là được rồi. Câu hỏi 19 của bạn Minh Nguyễn, cho em hỏi là pin 4 cell là gì? Pin 4 cell Đây, chúng ta có cell pin ở đây. Pin 4 cell chính là một viên pin của laptop này, nhưng mà tổng cộng là nó sẽ chia ra được 4 cái cell pin nhỏ nhỏ này. Thế thì chả biết con MacBook này mấy cell, tại vì nó bé tí này. Tí tôi với ông đục ra xem mà biết. Nhưng mà có thể đấy là bây giờ có nhiều hãng họ có dùng pin này không mình? Có, rất là nhiều hãng sử dụng cái pin này. Đấy, ok. Câu hỏi thứ 20 của bạn Nguyễn Anh. Cho hỏi Latitude 5580 chơi game GT5 setting cao là không? Latitude E5580 thì sử dụng chip i5-7300HQ, cũng là một con chip hiệu năng cao đấy, nhưng mà lại là card on board, không phải là card rời. Chính vì vậy là nếu như mà chơi GTA 5 ở setting cao là không được. Với cả một vấn đề là anh em nghĩ GTA 5 nó yếu hay là nó không có cấu hình thì không phải. Mà con game tăng ra từ 2013 nhá, nhưng mà đồ họa rất là đẹp và cấu hình cũng muốn tương đối nhiều. Thế nên là ít nhất phải có một con card tầm 950 đổ lên hoặc là 1050 đổ lên thì may ra chơi sẽ ok. Còn mà chơi cả on board mà muốn setting cao thì không có được. Và đó là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay của bạn Nguyễn Anh. Và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục subscribe cho kênh của Laptop Z, like, chia sẻ để bọn mình sẽ tiếp tục làm GA trong cuối tháng 2 nhé. Và anh em hãy hóng chờ số hỏi đáp tiếp theo. Đừng quên hóng những câu hỏi, những câu trả lời, những cái thông tin hữu ích mà bọn mình sẽ gửi trong những video hỏi đáp tiếp theo. Và đừng quên gửi những câu hỏi xuống dưới phần comment nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Review và mình là Minh. Tạm biệt mọi người.